Chào mừng tất cả các anh chị đã quay trở lại kênh của ô tô Doanh Mobile miền Nam Bảo Lộc. Vâng, đằng trước mặt của mình là một con xe, đó là Nubira, sản xuất đời 2005. Hiện tại bản số xe đang đeo là 49A00846. Với một chiếc xe như vậy thì là rất là đẹp anh chị ạ. Chiếc xe này như là keo chỉ rất là ok nha anh chị nha. Nước sơn luôn nha anh chị. Sơn zin còn rất nhiều nha anh chị nha. Sau đây em sẽ giới thiệu sơ qua chi tiết cho anh chị xem về con Nubira sản xuất đời 2003 này. Bên này tụi em bán với giá thành là 89 triệu con xe này nha anh chị nha. Với một phong cách mà mang một dáng một nước sơn thật là màu đen, nhìn rất là huyền bí. Chiếc xe này thì có thể rút được giấy tờ nha anh chị. Đây là sơn zin luôn nha anh chị nha. Con này rất là đẹp nha anh chị. Chiếc này thì còn đăng kiểm tới tháng 9 năm 2019. Bốn cái vỏ thì có hai cái vỏ trước thì nó hơi mòn mòn, chỉ còn được 50%. Hai vỏ sau thì vẫn còn tương đối nha anh chị nha. Và sau đây em sẽ lược sơ chi tiết về nội thất cho anh chị xem nhé. Đây, xe này là sùng chỉ keo chỉ không mất một phân luôn nha anh chị nha. Anh chị thấy không? Sùng chỉ được, keo chỉ không mất một phân luôn nhé. Cột kèo là vẫn còn ngon nha anh chị nha. Bên trong được sở hữu mang trang bị một lớp da màu xám, còn cũng rất là sạch sẽ. Chiếc xe này thì bên trong nội thất gồm trang bị một đầu nhạc. Anh chị thấy từ tắp bê tắp lô của chiếc xe Nubira này không chị thấy không? Sùng chỉ rất là đẹp. Rồi anh ly cà phê luôn cô. Đen đá. Đây là cửa sau ở bên tà nha anh chị nha. Hệ thống bên trong thì 4 kính chỉnh điện nha anh chị. Đây là cửa tài nè. Để em coi thử cái gạt này nó còn không. Kính hậu này vẫn còn xài ok nha anh chị nha. Kính hậu này vẫn xài được nha. Chỉnh điện hậu luôn nha anh chị. Sau đây em chưa biết em sẽ nổ máy thử coi xe này máy nổ có êm không nha. Đồng hồ còn rất là mới anh chị ạ. Máy lạnh thì rất là ok. Bốn kính chỉnh điện hoạt động vẫn chân chu nha anh chị nha. Hậu chỉnh điện biết không? Cái loa cái xe này nó có cái loa sub không vậy? Xe này có cái loa sub không vậy? Xe này có loa sub nha anh chị nha. Tại vì thấy có cái tép chỉnh sub mà. Huh.
để mấy cái này anh nữa. À. À, với dung tốc xi lanh mang động cơ V 1.6. Nhà xe này ăn xăng thì khoảng cỡ 7 lít, 6 lít trên 100 cây anh chị, do cách chạy. Đây là vùng khoang máy. Máy thì rất là ok, sạch sẽ, khô ráo, anh chị thấy không? Đây dàn sùng chỉ từ A, từ C tới dưa, không bị rụt một miếng nào nha anh chị nha. À. Vâng, bây giờ thành bên này của xe này. Anh chị em nào thích mua thì xin vui lòng liên hệ với số điện thoại 0935500001 hoặc 0918614642. Vâng, cảm ơn anh chị đã theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.